Những mỹ nhân tuổi ngựa được công nhận là đẹp nhất showbiz, nữ diễn viên này liệu có thực sự xứng đáng? Thứ nhất, Ngô Cẩn Ngôn. Năm 2018 vừa qua, sau nhiều nỗ lực và cố gắng, cuối cùng Ngô Cẩn Ngôn cũng có thể nổi tiếng nhờ bộ phim Diên Hy Công Lược. Trong bộ phim này, tuy Ngô Cẩn Ngôn không đẹp xuất sắc, nhưng nhan sắc của cô lại rất bắt mắt và thu hút. Sở hữu gương mặt cùng vóc dáng nhỏ nhắn, không ai nghĩ Ngô Cẩn Ngôn sinh năm 1990 và cô đã bước sang tuổi 30. Thứ hai, Hoàng Mộng Oánh. Hoàng Mộng Oánh là nghệ sĩ dưới trướng của Dương Mịch, nhưng cô lại không may mắn như Địch Lệ Nhiệt Ba có thể vươn lên thành sao hạng A của làng giải trí. Dù đa phần chỉ đóng vai phụ nhưng nhan sắc và diễn xuất của Hoàng Mộng Oánh lại vô cùng nổi bật, không dễ bị mờ nhạt trong phim. Đóng không ít vai phản diện nhưng Hoàng Mộng Oánh lại có gương mặt đáng yêu, đôi mắt to tròn và tính cách có phần khá trầm lắng. Thứ ba, Đàm Tùng Vận. Đàm Tùng Vận đã ngoài 30 nhưng vẫn thường bị nhầm là mới 19 tuổi vì gương mặt quá trẻ so với tuổi thật. Chính gương mặt trẻ thơ này khiến Đàm Tùng Vận rất hợp với những vai diễn nhí nhảnh, đáng yêu trong các phim thanh xuân vườn trường như Thiếu Nữ Toàn Phong, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta. Tuy sở hữu gương mặt bất lão và có thể cưa sừng nàm nghé mà nhiều sao nữ khác đều mong muốn, nhưng điều này lại gây trở ngại khá nhiều cho Đàm Tùng Vận khi cô hy vọng bản thân có thể chuyển mình với những vai diễn có chiều sâu nhiều hơn. Thứ tư, Lý Thấm. Lý Thấm có đủ hai yếu tố cần thiết để tồn tại trong showbiz là nhan sắc và diễn xuất, nhưng người đẹp lại không thể vụt sáng thành sao lớn. Diễn xuất của Lý Thấm từ trước tới nay vẫn luôn được khen, dù chỉ đóng vai phụ nhưng cô vẫn hoàn toàn có thể áp về vai chính của Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi khi đóng cùng. Nhan sắc của Lý Thấm cũng không còn là điều phải bàn cãi nữa. Bảo sao những ngôi sao hàng đầu như Lý Dịch Phong, Dương Dương hay Tiêu Chiến không bị mê đắm cho được. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!